Và bây giờ chúng ta sẽ tới với bài thứ ba là Bob của Winnow. Okay. Thì trước khi vào thì em cũng giới thiệu sơ về bài này là một bài trong trận beef giữa Winnow với lại Duy. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe được một bài dissing của Winnow sau khi đã nghe một bài kiểu nhẹ nhàng rồi. Wow. No, let me start, boy. Look at it. Yeah, yeah. Mày nói tao là tao không nên chơi và hưởng thụ và mấy thằng mà nhìn mặt dạy như mày. Tao muốn sự bình yên nên là em 20 trong đêm chơi riêng tao thì không ai chứ vậy. Mày nói là mày căng nhưng mà tao không thấy flow mày sao rạng tin chứ vậy. Mấy cái thứ này, wow, wow, on me khi lại cơ. Mình sẽ tụ tao yêu hòa bình nhưng đừng bắt một lần nữa để tao biết thật phải đâu. Sao cái thằng này hỏi hơn cái kim anh nhạc tao lúc trên tường nhà của lòng ngơ. Ở cái thằng này tính tới giờ này mày đang mơ trong mơ. Có lẽ đang mơ trong mơ. Yeah. Hà Nội có hát đồ say. Đồ si đó đem đi đại sổ. Freestyle với tao ở chỗ này. Khi mà mày đến tao cũng chạy no. Theo không này show thì mày hạnh vô. Yên tâm đi không có gãy mồ. Bố mày còn giữ để mày chạy sổ. Cơ tao mua chỉ có bài đồ. Yeah yeah. Mày nói sao với tao. Mày rất là tự cao. Mày một người mà mày không hề hay biết. Tao biết tao là ai. Mày đếm ra được style. Đâu biết chuyện với tụi tao đây đầy nghi. Yeah. Tao có mấy thằng anh và thằng em. Cùng mày có số đi chân. Yeah. 2020 mà là chân. Cùng tao cho biết đơn. Hey. Yeah. Tao cho biết đơn. Hey. Yeah. Ê, chắc tí nữa anh sẽ nghe cái bài của bạn Duy này để anh nghe thử coi sao á. Dạ ok, ok. Hello man. Come on, come on. Hát mấy cái flow cái con này. Tưởng mình hay lắm man, what the fuck. Tao hát cái flow xong rồi mày ơi. Yeah, xong rồi cool. What's up man? Tao tham gia vào cuộc thi nọ nhưng không có mày. Hỏi xung quanh mày xem sự thật là gì trong đó vậy. Bước vào trong nhà chung của homie. Anh lấy được cái nét của chồng kỳ. Quay đi với nhanh nhẹn của tao để hết sợ hài ho. Vì quay sách còn listening to butterfly door. Anh em tao chơi chung nguyên ban xuyên đêm nên tao liên hoan gì. Phước hết mấy thằng nhỏ nó không liên quan. Mà nói mày không biết tao thì tao cũng không có trách. Nhưng mà đít phải đít cho đúng chứ đừng có láo phát. Mấy con chó rách này cái tưởng mình trong trắng. Winno là ngược lại của từ không thắng. Nghe tụi mày thì tao mới Quay. Cho anh nghe lại hai cái câu đó trước nữa. Rồi. Phải đi cho đúng chứ đừng có láo phát. Mấy con chó rách này cái tưởng mình trong trắng. Winno là ngược lại của từ không thắng. Winno là ngược lại của từ không thắng. À vậy hả? Theo em có theo dõi cái trận beef này thì cái bài của bạn Duy có tên là No Win. Tức là this Winno là no lấy cái win. Tên của Winno đảo lại thành No Win. À, cho nên là Winno mới rap lại bằng câu đó. À ok. Nào nhảy số không kịp. Mày thì tao mới biết là tao có fan. Họ thì say Winno là bạn mày đâu có quen. Duy ơi Duy tụi mày đi đâu đó man. Tao sẽ cho mày thử một lần để được Winno nhắc tên. Hey Duy. Hey Duy. Duy Duy. Duy ơi dạ bước cũng rong vang. Ơi. Ấy nếu mày thích đó thì mày chơi với tao một cái kèo $500. Mày với thằng bạn của mày tốn gì đó nữa. Fuck them man. Let's go. Như vậy là đủ cho mày rồi đó cu. Ok, Bob của Winno. Cho anh nghe bài bạn kia đi. Ok. Nghe biết mà không nghe hai bên không đánh giá chính xác. Ok xong. Ok rồi. Sau khi nghe xong cái beef này thì anh Sơn cảm thấy thế nào? Tại em thấy là anh Sơn có khá nhiều điều muốn nói. Anh cũng không biết phải diễn tả sao nữa nhưng mà trên cảm nhận của anh thì hai bạn này ngang kèo. Tại vì nhưng mà mỗi người có một cái khác mà về đặc điểm chung mà anh nghe hai bài này nó bị mệt. Anh cảm thấy không có muốn tận hưởng cái cả hai bài. Dạ. Nghĩa là đầu tiên là nó phải nghe lọt tai đã. Đầu tiên nó phải nghe lọt tai đã, sau đó mới tính tới cái chuyện delivery, lyrics and flow gì đó. Dạ. Cái hai bạn này thì anh nghĩ là không kiểu nó không có nói chung là beat mình nó không có hay. Nó phải nói straight fact là nó không có hay. Dạ.
thì sao ta, đang lựa lời để nói. Em thì cũng công nhận là thì mình đang react Winno nên là em chỉ nói về Winno thôi. Thì em cũng phải công nhận là dissing không phải là sở trường của Winno. Tại vì nửa bài đầu á, Winno đã thể hiện được cái sở trường vốn có mình là melody rồi cái voice rồi cái thứ nó trong những cái mà mình đã nghe được từ bài Em 20 trước đó thì mình đã nghe được trong bài Bob rồi, tức là cái màu của Winno nó như vậy. Đó là cái sở trường của Winno, nhưng mà nửa bài về sau với lại cộng thêm cả lyrics nữa, nó không phải là những cái cần có một bài dissing. Tức là nó không, cái lyrics nó không có sát thương. Tức là có thể mình lên nhạc mình Winno, chứ em cảm nhận là Winno chỉ đang lên nhạc cãi lý lẽ với thằng kia thôi, chứ không thật sự công kích thằng kia. Không có, không, nếu em đặt mình vào bản thân Duy, em không cảm thấy là mình bị tổn thương cái gì hết. Thì đó là một cái yếu điểm khá là chết người khi mà mình đi beef với một người nào đó. Đó là cái mà em muốn nói về bài bốp thôi. Thì chỉ đơn giản là bài bốp không có sát thương, nhưng mà về mặt gọi là sao ta, viral thì trong cái thời điểm mà beef này diễn ra thì bài bốp lại viral hơn bài No Win. Em nghĩ đó cũng là một cái có thể coi là một thành công của Winno trong thời điểm đó. Thì anh nghe giống Robert quá. Tức nghĩa là trong khi anh nghe hai bài của bạn Winno thì anh thấy trong đầu toàn Robert không à. Anh không thấy bạn Winno như là bạn muốn thể hiện ra, là anh thấy kiểu anh cảm thấy là bạn đang cố giống như kiểu là học cái người bạn của mình ở trong team để phát triển hơn, nhưng mà anh nghĩ cái điều này nó không nên. Tại vì mình phải biết mình là ai đó. Mình biết mình là ai mình mới phát triển được. Còn nếu mà cứ theo người khác thì mình sẽ phải theo một người nào đó nữa, mình lại sẽ phải theo một người nào đó nữa, nó sẽ không có hay. Thì anh thấy là như vậy, anh nghĩ là bạn này cần cố gắng